sẽ càng lớn quả đấy game. Đấy game vào. Hai không cho U22 Việt Nam. Và đó là Hà Đức Chinh. Bộ đôi tiền đạo của U22 Việt Nam đều đã lập công cho đến thời điểm này. Và họ đều đã có như mình 6 bàn thắng từ đầu giải. Hai bàn thắng ngày hôm nay thì em thấy khả năng đánh đầu của mình hiện tại em đã tự tin rồi chưa? Thật sự là bây giờ em còn trẻ và tất cả kỹ năng em còn phải luyện tập theo từng ngày nữa. Những kỹ năng em sẽ cố gắng để hoàn thiện một kỹ năng cả chân với cả đầu. Thì bây giờ em có thể coi là không chiến là một điểm mạnh của em nếu như so với các đội khác tại Đông Nam Á hiện tại, thì đấy có vẻ là thứ vũ khí của đội tuyển Việt Nam, của em, của Tiến Linh. Em nghĩ được SEA Games lần này những tình huống không chiến đã mang đến rất nhiều bàn thắng cho đội tuyển của chúng ta. Em nghĩ là một vấn đề chúng ta cần thực hiện nhiều với những tình huống đấy để có thể có bàn thắng. Hôm nay Đức Chinh có nghĩ rằng đội của chúng ta thắng Campuchia một cách dễ dàng như thế không? Thật sự lúc nào toàn đội lúc nào cũng ra sân với một niềm tin là ra sân là phải chiến thắng. Em nghĩ kết thúc hiệp 1 thì sang hiệp 2 đội bắt đầu đá trùng xuống để giữ sức cho trận sau. Em nghĩ là trận đấu hôm nay em nghĩ hai lần. Mình nghĩ thế nào về trận chung kết hiệp tái đấu với Indonesia? Em nghĩ là mọi thứ đã bắt đầu lại từ đầu thôi, bởi vì Việt Nam và Indo là gặp nhau ở một trận chung kết, là một trận đấu mới nên chúng em cần phải tập trung để có một cái thể trạng tốt nhất để có thể bước vào thi đấu một trận đấu có thể giành kết quả tốt. Em nghĩ Indo mạnh thì cũng chiến thuật thì thầy Park sẽ ra chiến thuật cho bọn em và bọn em chỉ vào sân để bọn em thực hiện được. Theo Sinh thì có thủ nào nguy hiểm nhất về phía Indo? Em nghĩ là ở bên Indo là tất cả cầu thủ bên đấy chơi rất là khỏe và rất là nhanh nên chúng em cần phải đề phòng tất cả các cầu thủ bên Indo. Chúc mừng. Kể từ lần gần nhất vào chơi trận đấu chung kết năm 2009 thì đúng 10 năm sau, U22 Việt Nam đã lại giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng của một kỳ SEA Games. Hà Đức Chinh đã có một trận đấu tuyệt hay với 2 bàn thắng và một pha kiến tạo. Chắc chắn là vào lúc này thì phố đi bộ Nguyễn Huệ tại thành phố Hồ Chí Minh không khí đang rất náo nhiệt và sôi động. Và chúng ta hãy cùng đến với bầu không khí đó. Và cùng với đó là những chia sẻ của biên tập viên Hạnh Dung. Xin mời.